Rồi chào các bạn nha. Còn ở đây gió quá tốt. Động luôn á. Sáu đó. Nói thả diều là tưởng đâu là con nít thả chứ bây giờ là tàn u 65 70 đồ không à. U thả không à, chân nít đâu có cầm nổi. Thứ này nó nặng lắm. Nít là nó lôi chạy mất luôn. Sáng rực ạ. Rồi. Rồi luôn. Lại một cái nữa cho nó cắt lên nữa. Rồi. Bắt luôn. Rồi, ok. Cái một. Con màu giống nhau à. Cắt giấy. Gió yếu lẹ. Còn cũng nhẹ gió đó ha. Mét bảy xuống kè gió dưới thì nhiều mà gió trên không có. Tiếp. U 65 vô tiếp. Gì chiến không ạ? Full carbon. Chà. Cặp chỉ gì? Cặp chỉ cấp quan hả? Cao ghê ha. Wow, quá đẹp ạ. À, đổi diều. Không, con kia nó quậy không?
chiến vô đó. Nặng quá anh ngồi đây đo liền. Bắn liền ha, đập rét liền. Ý, rút. Rút quá cỡ. Hết luôn hả? Rồi một khúc mà phân 20 phút á. Nó luôn ơi. Còn cái chút xíu nữa đó. Đó, xả luôn. Chưa chút xíu nữa đem. Đang thử diều mà. Rướn lên ngày sướng. Con vàng này 1m7 nè, con xanh trắng đỏ là 1m6 nè. Cặp bay quá đau. Con này 1m6 nè. Con này 1m6 nè. Cặp hay trông á. Quá đã. Đây là học sinh. Tháng này thả đá luôn nha, quá trống. Bao la luôn. Rộng thênh thang. Sáu con rồi nha.
vô uống trà, mấy u đang nấu nước. Rồi, thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha.